Rồi, chào các anh em ha. Hôm nay quay em cái này máy này của em có cái đầu làm xong mà còn cần em gắn cái máy đề đưa cho anh khách rồi, còn cái cặn nó lạc nó mất tiêu anh chị. Đó, thì thôi bây giờ em còn cái máy của pin của anh khách chưa làm đó nè. Nó thì tranh thủ 2 ngày nữa em làm rồi xong em gắn làm cho xong rồi xong cái em lên Sài Gòn coi cái mặt bằng lên chị ơi. Hồi sáng em coi thì nhờ ông anh hỏi giùm, rồi ổng đi làm chiều ổng mới về, nhưng mà hồi nãy em chạy về đó, đang chạy về đây rồi ổng mới báo lại. Ổng báo lại thì 7 triệu anh chị, mặt bằng 7 triệu nhưng mà em dọn vô phải đóng tiền cọc và tiền này kia blum bla rồi dọn lên. À anh chị biết bữa em chở đây không 2,5 triệu. Nó em chở đây là em làm chứ không phải em ấy anh chị. Rồi sao không biết gì bữa đừng chở về được rồi. Gấp chở về, chở mới tiện này nè. Đó. Máy này VIP lắm nha anh chị. Máy này dữ lắm nha, máy này tự động hết. Anh chị nhìn thấy nè, thấy không? Nhà hiệu bằng bẹ bóng lưỡng. Cái này là giống như máy này là em chia lại ông anh đó, bởi vì ông không có cần dọn ấy, ông chỉ cho nổ thôi anh chị. Cho chạy ok hết thôi, tới lui ok hết thôi. Đó, thì cái này nữa tự em vệ sinh lại, máy này dữ lắm nha anh chị, hàng VIP. Đó, thì hôm nay em nè anh chị đón xem ha, em quay liên tục dài ngày ha anh chị. Vài ngày là em xả hết luôn á, liên tục mấy ngày gần hết anh chị. Để em lấy đồ nè anh chị biết, em dọn hết cái đống này, mấy cái này toàn là em mới làm thôi nè, mấy cậy nè mà buộc giờ là em phải chở đi luôn anh chị. À bữa em chở đi 2,5 giờ em phải chở đi lại 2,5 nữa, chết em luôn đó. Rồi mấy cái này thì chắc thanh lý luôn quá anh chị ơi, buồn quá chứ buồn luôn anh chị. Tại vì gia đình lục lục lum á anh chị biết, chiếc tàu em để ngoài rồi đó, chiếc tàu đó chắc em một là em gửi, hai là em bán cho chai luôn. Nếu mà em gửi được thì em không bán cái máy cano đó, cái máy cano đó em bán luôn. À khách đặt con này chưa dọn nên chị, thì thôi nè chị thấy em đồ chế tùm lum thấy không, giờ em đi là chiếc này là lỗ nặng luôn anh chị, bán cho chai luôn hết. Máy này cắt ra bữa em định bỏ luôn á, nhưng mà ông anh xe cẩu nó cắt ra đi nó, thì thôi em bán nè. Mấy cái này là em bán rồi mà anh khách ảnh đưa em gần hết tiền anh chị, mà anh mua đâu 20-30 triệu rồi đó, nhưng mà còn thiếu mấy triệu thì chừng nào anh đưa đủ anh mới ghé lấy luôn anh chị. Mấy này nè, 1, 2 nè, mấy cục này nè, nhiều lắm, đủ thứ luôn. Thì mấy cái máy trên nó cao quá thì em không quay được ha, cái nào nằm dưới đây thì em quay ha. Nè thì thôi bây giờ em xả để em lấy tiền lên cho anh mướn một bằng đó chứ. Mà em quay nhiều clip anh chị, em quay ngắn cho dễ ha. Nè cái sới này bữa nay em bán 1 triệu thôi, cái này là nổ hết trơn anh chị, ok hết rồi nè ha. Con này em quay nhiều lần rồi đó anh chị cũng biết mà ha. Mà nó còn có con cánh bên nha anh chị, còn bên sói một nha. Rồi khách điện em mua cái gì nè, nó còn bên sói à, con này mới tin nha anh chị. Nó cái này em quay rồi anh chị biết rồi đó, mới tin thì bữa nay nó giờ đi thôi chứ nó mới tin là đó. Thì cái này em bán 1 triệu thôi ha, thì em quay tự clip nha anh chị, dài clip ha. Thì cái đầu máy này là Mitsu 132 ha, bao nổ ok im hưu hết ha anh chị đó. Thì bữa nay em bán con này rẻ thôi, 2 triệu. Cái này là xả không bao ship nha anh chị đó, 2 triệu chuyển đủ bao ship rồi bán lỗ tuần quần. Ở ngoài bán 2,5 triệu 2,6 lần anh chị nè. Rồi mà bỏ qua 24 nữa, vâng đúng rồi, 24 nữa, bao nổ ok hết nha anh chị, bình xăng nhựa nữa ha. Còn con này chưa nổ nè, này bán nó này bán rẻ thôi đó, bữa nay bán 1,3 triệu thôi, không bao ship. Mà cục IC là anh chị biết nè, ốc nha kìa anh chị biết ha, IC là anh chị nó hư anh chị, em chưa có rảnh thay ha, anh chị cần thì em mua giùm cho. IC zin hàng mới 320, loại thường 250, con này 450 nha anh chị. Con này có thể là nó whip hơn con đó nha đó. Thì con này 1,3 triệu chuyển đủ bao ship, con này em bán rồi ha đó. Trên đây à, cái máy cơ sạch cái này gì ta, máy xưa này cái gì trên đây vậy? Em không thấy đường nè. Nè cái máy cơ của ông Makita nè anh chị, 40 ly anh chị, 340. Cái này nổ ok hết rồi ha. Còn đó này em bán rẻ, này em xả một này bán 1,8 triệu thôi anh chị. Thiệt, anh chị ở ngoài bán không 2,5 triệu cái gì cũng chịu. Đó, máy cưa đây em xả 1,8 triệu thôi. Làm xích zin luôn anh chị. Cái đó nổ rồi hết rồi anh chị. Còn nè, cái đầu nó ai mua em bán cái đầu này luôn. Xả luôn anh chị ơi. Bán cái này là chết em luôn, 1,5 triệu thôi. Có bố có đầy đủ. Mà có nhiêu đây thôi anh chị, à, cho anh chị nhiêu đây là không có cần ha. Chứ đúng ra bán cái đầu không là không có cái tôm này đâu anh chị, cho heo luôn á.
Còn này bữa anh khách anh hỏi mua, không biết anh mua không, em không biết nữa. Nếu mà không ấy chắc em đem lên Sài Gòn em để, trời ơi bởi giờ kiếm cái đầu này cũng chết luôn. Đem lên chảm để em được rửa xe lớn nữa anh chị ơi. Em lên chảm em làm mở kinh doanh khác chưa? Ủa, kinh doanh vừa sửa xe vừa làm mấy cái cỏ, nhưng mà em làm máy lớn hơn. Chuyện này lên chảm lại bóc máy lớn em làm không à. Nó cười này hiện bán rồi ha. À cái con này nè, con G35 nè, con này làm zin, anh chị nhìn thấy là khủng rồi không? Con này hôm nay bán rẻ 1.9 triệu. Thì mấy cái này em bán không bao ship, anh chị cứ chuyển đủ lên bao ship. Nè, con Estin khủng 041 khủng khiếp nè, nhớ cái làm không mẹ nó có triệu bạc nè, vậy làm xích nè, xích mới anh chị thấy không, xích xịn nè. Nó em quay hết này, em quay clip khác ha, tại 5 phút, cái máy em giờ đăng nó không lên anh chị. Này bán rẻ 2.2 triệu thôi, chỉ đủ bao ship. Máy nó VIP anh chị, khủng lòng bảo chúa nha. Rồi thôi em tắt anh chị. Nếu anh chị cần gì liên hệ để em ha. Ờ, cái con này nè, bố em gỡ rồi, lên chế 260 anh chị, cái đó lên chế 330 chạy nó mới sướng nha. 260 thì nó vậy đó, hồi bữa nay bán rẻ con nó 500 rồi, dự bán gì cho luôn anh chị ơi. Nó không bao ship, chuyển đủ bao ship. Thì anh chị hết bố, anh chị gắn bố vô ha. Đó, là nó xài chung với 310 với 311 anh chị, với 3.300 đó, là nó đó. Đó, ở châu anh chị, cái đó châu bò có 500.000 cái thứ anh chị. Bữa bán 800 với còn 500. À còn máy cưa nè, quyền còn máy cưa nữa tắt ha. Con này mắc cái nắp, bao nổ ok hết nha anh chị, bao nổ luôn á, chuẩn luôn. Giờ có con tay sầu lực